Có chị Ni là cười cưng xỉu, chị Ni là cưng xỉu. Chụp hình, chụp hình. Đó, vậy là mình cưng. Đâm, đâm tiếng qua đây với anh. Em leo qua nha. Anh Tiến là con gái đó, con cậu nấu. Anh đi dám leo anh Tiến. Cái gì hả? Ba ngày hả? Rồi, đúng rồi.
Ủa đây chụp xong chưa vậy? Chưa, qua đây nữa chị ơi. Đây chưa quay quay chụp nè. Cười đại đi chị, có nhiêu bát đi. Máy tí bấm đi anh, máy tí bấm. Hôm nay máy xanh nữa nè chị ơi. Rồi. Rồi bên phải. Quá trời rồi. Rồi đổi chữ đi, anh đổi chữ. Rồi ok, cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người nha. Hay quá. Mọi người ơi, tối nay về đừng quên cậy wheel nha. Đừng dây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đi ra phía ngoài để có đôi lời nhắn nhủ trước khi anh Vũ cùng với là chị Hồng Ni, Hồng Loan ra về cô chú anh chị. Cảm ơn Thịnh rất nhiều nha. Dạ. Thịnh là quản lý chính ở trên. Hôm nay thì là mai em.
nói cho ông nghe. Hoài em quá. Áp lực quá chị luôn á. Bà Lan ơi. Không đâu. Phương ơi, cô Lan đâu rồi? Lan ơi, thấy trẻ nó mày không tôn tặng cái trẻ nữa. Trẻ coi anh tí. Bà Nghi đâu rồi? Nghe tí mà. Rồi, chị Thanh Bo là cô chưa trẻ. Lo ơi. Tôi lên ngắt rồi. Quá tuyệt vời cả nhà ơi. Đợi chị Long nãy giờ cho mình được đó. Cũng chuyện cái gì vậy? Không gì cái bàn nghĩ bàn nghĩ hay chập chập lên chứ chập đi con chập đi chậm được tí đâu chậm được chậm ơi tới tới vô đây nè. Cảm ơn mọi người rất nhiều. 100 tí đâu. Nhớ về cài view, cài view. Cài view. Cài view. 100 tí đâu. Ở đây mọi người. 100. Tí. 1 2 3. 1 2 3. Thôi bây giờ mình 1 2 3 hơn cả người dân đi. Đúng rồi, người ta đỡ nào tránh nó xa cho cái người ta xa. Lùi. 1, 2, 3 hơn cả người dân đi cả nhà ơi. 1, 2, 3 hơn cả người dân đi cả nhà ơi. 1, 2, 3 hơn cả người dân đi cả nhà ơi. 1, 2, 3 hơn cả người dân đi cả nhà ơi. 1, 2, 3 hơn cả người dân đi cả nhà ơi. 1, 2, 3 hơn cả người dân đi cả nhà ơi. 1, 2, 3 hơn cả người dân. Cái gì vậy? Quá đường luôn à. Quá trời cái đó. Đi đâu? Bây giờ chị Hồng Loan rồi ra về cô chú anh chị ơi. Rồi cảm ơn mọi người nha, chúc mọi người tối nay về ngủ thật ngon à. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn cha Vũ, cảm ơn mọi người. Nhờ tất cả khán giả đang xem, cảm ơn YouTube và chia sẻ giùm MV này cho các bạn. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn anh Vũ. Cảm ơn mọi người, cảm ơn các anh em. Thật sự là rất là cảm ơn mọi người luôn. Cảm ơn những anh em YouTube mà từ hồi đầu tới bây giờ luôn lên tiếng nói là công tâm nhất nè, rồi luôn ủng hộ. Nói chung cái khác đi tâm ba em. Công ty nhất đó. Những người nói công ty nhất được chưa? Công ty nhất. 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 Công em đi liệu anh Nguyên luôn rồi. Nhanh, nhanh. Thôi. Đó rồi. Ok.
rồi nhảy tay 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 quỷ tí nó cứ ấy quên tí cho quỷ không có quỷ nha ơi, dạ, dạ, dạ. Em hiền thì mọi người cũng biết thời gian qua thì có rất là nhiều chuyện, phải nói là có rất là nhiều sóng gió mà không phải mà bữa cứ lấy sổ rồi nha tủ hay là luôn hoặc là linh tí bích câm những người cùng ra trong cái phim mà có cái sự không gì đâu, tao nói sai hả? Không, tao nói chuyện với Vũ. Tao nói gì mày mốt không? Tao nói gì mày mốt không? Nói lại nghiêm túc, sao mày không cho tao nghiêm túc vậy? Ok rồi, nghiêm túc, 2, 3, nghiêm túc lại. Nghiêm túc lại cho mọi người. Đi nói dài, nói dài, nói dài á. Thôi cho đi, nói chung là đi ăn tất cả mọi người. Anh em YouTube trên mọi miền luôn á, chứ không phải là ở đây, rồi ở tất cả mọi miền đất nước luôn. Rồi những YouTube ở cộng đồng người Việt, cộng đồng thế giới luôn. Cảm ơn rất nhiều. Hướng về cô gái bé nhỏ này. Nói chung là cũng bị chửi, bị công kích cũng nhiều. Cũng phải cố gắng.